Kẻo hút ở ngay môi em. Ở cái góc này. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang quay trở lại với trang Love Drop Perfume. Mình là Thạch Thảo và hôm nay mình sẽ review và đập hồ cho các bạn chai nước hoa mới nhất đến từ tạp chí Cosmopolitan mang tên 100% Chill All The Juice. Tại vì ở phần cuối mình sẽ có một giveaway nho nhỏ, đó là một chai chiết 10ml dành cho các bạn làm theo đúng hướng dẫn của mình. Lúc mà mình biết là tạp chí Cosmopolitan ra mắt bộ sưu tập nước hoa mới thì mình cũng khá ngạc nhiên tại sao một tạp chí lại ra mắt nước hoa. Họ đã quá nổi tiếng về mạng truyền thông như là làm YouTube, sở hữu một kênh Instagram, có một tạp chí danh tiếng và bây giờ lại còn làm cả mảng mỹ phẩm nữa. Chai nước hoa mình chọn hôm nay nằm trong bộ sưu tập với 4 chai mang tên 100% Chill, Extra Concentrated, Love, Unfiltered và Pure Sugar. Lý do mình chọn chai 100% Chill tại vì cái màu xanh pastel của nó rất là đáng yêu. Với cả là thực ra nó gọi là All The Juice nhưng mà nó giống hộp sữa hơn. Và nó làm mình cảm giác như là DH Chumil vậy. Trên các trang của Cosmo quảng cáo thì mình cứ tưởng nó là hộp sữa nên là mình mới mua. Trời đất ơi, nó quá là đáng yêu luôn ý. Vỏ hộp của chai 100% Chill này được đựng trong một hộp mica rất chắc chắn. Ok, đằng sau thì có tên thành phần và những chữ cực kỳ thời thượng. So crazy, cozy, tenement, and tulip. Mình còn không biết tulip nghĩa là gì, không biết phát âm đúng không nữa, nhưng mà so tulip. Oh my god, look at this. Một màu xanh quá đáng yêu luôn ý. Nó là xanh pastel ạ. Xong rồi nó có cái nhãn 100% Chill ở đây. Nó là nhãn dán bằng bằng giấy đó, nhưng mà rất cute. Đầu ống hút màu hồng nhá. Cái này để các bạn có thể bú vào đây này. Chai này có dung tích là 50ml và mình đặt trên trang web Ulta của Mỹ thì giá của nó là 55 đô. Chai này ra mắt vào tháng 8 năm nay và mình cũng phải đợi 1 tháng để đợi nó ship về Việt Nam. Về phần thiết kế mình cho 11 điểm trên 10 tại vì nó quá là kinh ngạc, nó kiểu amazing ấy. Thật sự là không nghĩ ra được tại sao lại có một quả nước hoa nào mà nó lại trông như này. Có rất nhiều chai nước hoa mình đã từng nhìn qua nhưng mà thực sự đây là một cái thiết kế nổi bật nhất và đập vào mắt nhất, làm cho người ta có cảm giác như kiểu khao khát và sưu tập ý. Đó, để xem cái này có phải là cái vòi xịt của nó không nào. Không phải. Các bạn ạ, cái vòi xịt của nó không phải ở đây đâu. Nếu các bạn nghĩ ở đây thì các bạn nhầm rồi. Nó là ở chỗ này này. Các bạn có thấy cái chấm nhỏ nhỏ ở đây không? Đó, nó chính là chỗ này này. Mà mình cảm thấy như là hãng rất thông minh khi đặt tên cho nó là All The Juice, because nước hoa ở trong mỗi chai hay được gọi là juice. Và cái việc gọi nó là All The Juice là một cách chơi chữ khá thông minh để giúp nhà sản xuất. Và chính vì thế mà lại có cái hộp như thế này, thật sự rất hợp lý. Ok, và ở ngay phần vỏ hộp này thì hãng cũng đã nói qua một chút về thành phần mùi hương của nó. Đây là một mùi hương Floral Fruity Musk, hoa quả xạ hương, hoa trắng, replacing red violets and bergamot. Một chiếc chăn mềm ôm trọn lấy những quả bông xôi chín mọng và hương cam ngọt ngào. Mùi hương tựa một chiếc gối trải dài bất tận được tẩm với nước dừa. Mùi hương của một giấc ngủ đêm say tràn ngập hương gỗ, cashmere gợi cảm. Caution, cảnh báo, Michael Snap có thể gây ra những cơn ngủ gật. Thật sự là một hướng dẫn sử dụng cực kỳ lạ ấy. Mình chưa bao giờ thấy hãng nào lại làm được như thế này luôn. Điểm 10 cho sự sáng tạo. Bây giờ mình sẽ xịt thử chai All The Juice này lên da và quần áo để xem nó có mùi như thế nào. Thực ra thì mình cảm thấy như nó hơi bị nồng mùi cồn hương đầu tiên. Mình ngửi thấy được ở đây là mùi trái cây, mùi hoa quả. Có một cái gì rất fresh ở đây. Kiểu cảm giác tươi mới. Nhưng mà hương hoa ở đây không rõ bằng mùi hương quả.
và mùi gỗ cashmere thì gần như là không thấy, nhưng mà mùi dừa thì rất 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 rõ luôn. Cảm giác như là bạn thức dậy vào buổi sáng xong rồi quấn mình vào chăn thơm, gối mềm, ngủ thêm một giấc nữa ấy. Đấy là cái cảm giác mà chai này đem lại cho mình. Ok, và bây giờ mình sẽ nhận xét tổng quan về chai nước hoa này. Và về phần packaging thì mình cho điểm 11. Trời ơi, thật sự là một chai nước hoa đẹp. Chứ cần biết mùi hương thế nào, chỉ cần nhìn thấy nó đẹp thế này thôi là mình đã muốn mua lắm rồi. Nhưng mà có một điều khá là stupid ở chai nước hoa này, đấy là nó có thể làm tốt hơn. Cosmo ơi, bạn thể làm tốt hơn nếu mà cái này là cái hoa xịt thì nó thật sự rất là hợp lý. Nhưng mà không, nó lại là chỗ này. Tại sao vậy? Ngoài cái phần packaging quá đẹp ra thì cái mùi hương của em này mình chỉ có thể cho được điểm 6. Mới bắt đầu xịt ra thì sặc một mùi cồn rất là khó chịu. Mà khi cái mùi cồn bay hết đi thì lúc đấy bạn mới có thể ngửi thấy mùi kiểu floral. Và để bỏ ra 55 đô cho một chai nước hoa như thế này thì mình cảm thấy là chưa tới. Có thể như là bạn sẽ tìm được những chai nước hoa khác phù hợp hơn, với giá thành rẻ hơn từ những nhà thiết kế nước hoa chuyên nghiệp hơn. Nhưng đây cũng là một sự cố gắng của Cosmo. Đây cũng là một sự lựa chọn khá là hợp lý cho các bạn muốn thử những trải nghiệm mới, muốn biết xem là các hãng nước hoa mới thì nó sẽ như thế nào. Và thật sự nó quá đáng yêu để có thể bỏ qua ấy. Nên là hãy cứ thử đi. Ok, như vậy là mình đã kết thúc phần review này. Và như đã hứa các bạn ở đầu video thì ở phần này mình sẽ tặng một chai chiết 10ml cho những bạn nào làm theo hướng dẫn của mình. Đó là like, subscribe và comment một điều bất kỳ ở bên dưới. Có thể là những chủ đề mà các bạn muốn mình nói ở trong video tiếp theo, hoặc là những mùi hương mà bạn muốn mình review. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.